Hoàng Anh kính chào và cảm ơn quý vị đến với Culture Channel, kênh youtube chính thức của tạp chí Culture, tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada, kênh mang đến những tin tức nóng và nổi bật nhất từ Canada và toàn cầu. Kính chúc quý vị sức khỏe và bình an. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin Canada nổi bật trong chiều thứ Tư, ngày 30 tháng 10. Thưa quý vị, Canada cần tăng gấp đôi chi tiêu quân sự để đáp ứng mục tiêu của NATO. Theo dự báo mới của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, Canada cần tăng gấp đôi chi tiêu quân sự hàng năm để đáp ứng các yêu cầu của NATO. Sau nhiều tháng chịu áp lực từ các đồng minh, Thủ tướng Trudeau đã tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh NATO rằng Canada sẽ thực hiện cam kết dành 2% GDP vào năm 2032. Văn phòng ngân sách quốc hội ước tính rằng sẽ cần chi ít nhất là 81,9 tỷ đô la mỗi một năm cho cơ sở hạ tầng và nhân viên quân sự. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng, Chi tiêu quân sự dự kiến sẽ tăng lên 41 tỷ đô la trong giai đoạn 2024-2025. Chính sách quốc phòng của chính phủ Out North Strong and Free, gọi tắt là ONSAF, được công bố vào mùa xuân, cho biết rằng dự báo chi tiêu sẽ đạt mức 57,8 tỷ đô la vào năm 2029-2030, tương đương 1,76% của GDP. Canada cảnh báo Trung Quốc xâm nhập mạng chính phủ theo báo cáo mới từ cơ quan an ninh thông tin Canada CSC, các tác nhân do Trung Quốc tài trợ đã thành công trong việc xâm nhập vào nhiều mạng lưới chính phủ trong suốt 5 năm qua, thu thập thông tin nhạy cảm, đánh giá về mối đe dọa mạng quốc gia được cập nhật, được công bố vào thứ tư hôm nay, xác định Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là mối đe dọa mạng lớn nhất đối với Canada, nhấn mạnh quy mô hoạt động của họ là không thể so sánh. Báo cáo cho biết rằng ít nhất 20 mạng lưới chính phủ Canada đã bị xâm nhập, bao gồm cả các cơ quan và tỉnh bang, với mục đích giành ưu thế trong quan hệ song phương và các giao dịch thương mại. Các tác nhân đa dọa mạng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã xâm nhập và duy trì quyền truy cập vào nhiều mạng lưới chính phủ, thu thập thông tin liên lạc và các thông tin quý giá khác, báo cáo này cho biết. Ngoài ra, cơ quan an ninh mạng CSC cảnh báo rằng Thông tin này có thể được sử dụng để ảnh hưởng đến các quy trình dân chủ của Canada và đàn áp tiếng nói bất đồng, bao gồm các nhà hoạt động và nhà báo trong cộng đồng người di cư. Báo cáo cũng đề cập đến các mối đe dọa mạng từ các quốc gia khác như là Nga, Iran, Triều Tiên và Ấn Độ. Đặc biệt, mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Canada và Ấn Độ đã leo thang gần đây với những cáo buộc Ấn Độ tổ chức các chiến dịch bạo lực và ngay cả giết người trên đất Canada. Khi những mối đe dọa mạng này ngày càng tăng cao, người dân Canada được khuyến cáo là nên cẩn trọng về an ninh kỹ thuật số của mình, đặc biệt là với những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các nền tảng công nghệ phổ biến có thể hợp tác với các nỗ lực tình báo nước ngoài. Trong một diễn biến bất ngờ, lãnh đạo Đảng bảo thủ ông Pierre đã tuyên bố rằng sẽ không công bằng nếu đảng tự do lật đổ thủ tướng Justin Trudeau vào thời điểm này, cho rằng họ có nghĩa vụ đạo đức để giữ ông lại phát biểu trên chương trình cfa the morning rush ông Poliak cho biết tất cả các nghị sĩ đảng tự do đều đồng ý với thuế carbon họ đều phải chịu trách nhiệm cho thành tích thảm hại của ông ấy và họ nên có đủ phẩm hạnh để đứng về phía ông ấy những bình luận của ông Poliak được đưa ra khi khối đảng tự do chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng giữa bối cảnh bất đồng ngày càng gia tăng về vị trí lãnh đạo của thủ tướng trudeau Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Christia Freeland đã khẳng định rằng quy tắc của đảng tự do không cho phép bỏ phiếu kín trong các quyết định lãnh đạo, nhấn mạnh rằng đó không phải là cách mà đảng tự do tự quản lý. Khi những lo ngại gia tăng, khối đảng tự do cũng sẽ thảo luận về sự chuẩn bị cho chiến dịch với các thành viên đang tìm kiếm sự bảo đảm về chiến lược của họ trước cuộc bầu cử sắp tới. Mặc dù có sự bất đồng nội bộ, các bộ trưởng trong nội các bao gồm Bộ trưởng Lao động Renny Bosinov, đã lên tiếng ủng hộ thủ tướng Trudeau, khuyến khích đối thoại cởi mở trong các cuộc thảo luận của khối thay vì các cuộc bỏ phiếu kín. Sau chiến thắng bầu cử, thủ hiến Saskatchewan đối mặt với tình trạng chia rẽ của tỉnh bang. Thủ hiến Saskatchewan ông Scott Moe đang đối mặt với thách thức lớn sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào hôm thứ Hai, khi đảng Saskatchewan của ông đạt được đa số lần thứ năm liên tiếp, nhưng chịu thất bại đáng kể ở các trung tâm đô thị. Đảng này giữ vững vị trí thống trị ở các khu vực nông thôn, giành được 35 trên 61 ghế trong cơ quan lập pháp, nhưng đã bị loại khỏi Regina và mất gần như tất cả các ghế ở Saskatoon ngoại trừ hai ghế. Sau cuộc bầu cử, thủ hiến mô thừa nhận cần phải cải thiện nói rằng ông đã nghe thấy mối quan tâm của cử tri về cách thức tỉnh bang cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe giáo dục và khả năng chi trả lãnh đạo đối lập bà kalabek mặc dù đảng của bà thất bại đã bày tỏ niềm tự hào khi gần như gấp đôi số ghế của đảng và cam kết sẽ giữ ông mô có trách nhiệm các chuyên gia tin rằng đảng saskatchewan cần tập trung vào quan điểm đô thị trong nội các để giải quyết hiệu quả các vấn đề về chăm sóc sức khỏe và chi phí sinh hoạt khi bối cảnh chính trị của saskatchewan thay đổi vẫn còn phải xem ông mô sẽ thích nghi như thế nào với những yêu cầu từ cử tri đang chia sẻ luật liên bang sẽ yêu cầu các tổ chức từ thiện phải công khai dịch vụ phá thai chính phủ liên bang đã giới thiệu một luật mới yêu cầu các tổ chức từ thiện cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản phải rõ ràng cho biết liệu họ có cung cấp dịch vụ phá thai hoặc giới thiệu phá thai hay không những tổ chức không thông báo rõ ràng có thể bị mất tình trạng từ thiện theo quy định mới các tổ chức từ thiện cung cấp tư vấn thai kỳ phải thông báo cho khách hàng nếu họ không cung cấp dịch vụ phá thai giới thiệu hoặc thông tin liên quan đến phá thai và kiểm soát sinh sản các tổ chức từ thiện được hưởng lợi từ những ưu đãi như là biên lai đóng góp miễn thuế nhưng đảng tự do đã từng hứa sẽ thu hồi tình trạng từ thiện của các tổ chức phản đối phá thai nếu họ cung cấp những gì được gọi là tư vấn không trung thực Đảng Tự Do đang gia tăng sự chú ý vào các vấn đề liên quan đến phá thai nhằm tạo ra sự chia rẽ trong đảng báo thủ, nơi có nhiều nghị sĩ phản đối phá thai. Lãnh đạo đảng báo thủ ông Pierre tuyên bố rằng chính phủ của ông sẽ không hỗ trợ bất kỳ luật nào điều chỉnh phá thai nếu ông trở thành thủ tướng. Trong một phát triển liên quan, lãnh đạo đảng NDP ông Jamit Singh đã thông báo kế hoạch sử dụng ngày đối lập tiếp theo của mình để thúc đẩy một đề xuất nhằm để cải thiện quyền tiếp cận phá thai và chống lại các sáng kiến phản đối phá thai ở Canada, đây có thể là ngày đối lập duy nhất của Đảng NDP trong phiên họp này. Thời gian cho việc thảo luận hoặc bỏ phiếu về luật của Đảng Tự do hoặc đề xuất của Đảng NDP vẫn chưa rõ ràng vì Hạ viện hiện đang bị mắc kẹt trong tranh luận về quyền truy cập vào tài liệu. Thủ hiến Doug Ford tuyên bố tỉnh bang Ontario sẽ trình bày bản cập nhật kinh tế tham vọng Bộ trưởng Tài chính của Ontario sẽ trình bày báo cáo kinh tế mùa thu của mình vào hôm nay. Theo lời của Thủ hiến Doug Ford. đó sẽ là một kế hoạch đầy tham vọng nhằm để xây dựng highway, bệnh viện và nhà ở. Thủ hiến Doug Ford cũng cho biết bản cập nhật kinh tế sẽ duy trì con đường cân bằng của chính phủ ông. Trong đó, ngân sách mùa xuân đã khiến cho Ontario thâm hụt cho đến năm 2026-2027. Thủ hiến Doug Ford và Bộ trưởng Tài chính Peter Balenforvi đã công bố 219 về khả năng chi trả từ bản cập nhật tài chính đóng vai trò như một ngân sách nhỏ, tiếp tục các giảm thuế xăng và kế hoạch trị giá 3 tỷ đô la để gửi chắc tiền mặt 200 đô la cho mọi người nộp thuế ở tỉnh bang Ontario và thêm 200 đô la cho mỗi trẻ em, chắc sẽ gửi vào đầu năm sau. Chính quyền Thủ hiến Ford cũng dự định gia hạn giảm thuế xăng 5,7 cent đến giữa năm 2025. Các điểm nổi bật dự kiến gồm khoảng hỗ trợ 88 triệu đô la Nhằm để giữ chân sinh viên y khoa ở Ontario và cập nhật về tác động của việc bán rượu rộng rãi hơn, ngân sách mùa xuân của chính phủ dự kiến thâm hụt 9,8 tỷ đô la cho năm tài chính 2024-2025 hiện tại và 4,6 tỷ đô la cho năm tới. Thủ hiến Ford cho biết tỉnh có đủ khả năng chi trả 3 tỷ đô la bằng tiền mặt bị doanh thu cao hơn dự kiến do tác động của lạm phát đối với tiền thuế bán hàng của tỉnh nộp vào kho bạc chính phủ. Thủ hiến Loco sẽ thăm Washington giữa lo ngại về tác động của cuộc bầu cử ở Mỹ. Thủ hiến Quebec ông François Loco dự kiến sẽ thăm Washington vào đầu năm 2025 vì lo ngại các chính sách bảo hộ từ cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ ông Donald Trump và bà Kamala Harris có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Quebec, vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo, ông Loco nhấn mạnh rằng xu hướng bảo hộ tại Mỹ có thể gây tác động lớn đến nền kinh tế Canada đặc biệt là các ngành sản xuất, nhôm, lâm sản và pin của Quebec, nơi có 70% hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ. Ông dự định gặp gỡ các thống đốc, lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ và xây dựng liên minh với các tỉnh bang Canada, đặc biệt là tỉnh bang Ontario để bảo vệ lợi ích thương mại của Quebec. Thủ hiến Loco không đưa ra sự ủng hộ với ứng cử viên nào, với mục tiêu là giữ vững quan hệ thương mại mà không can thiệp vào nội bộ chính trị Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới này. Người dân tỉnh bang Alberta đã trả quá nhiều tiền hóa đơn tiền điện trong nhiều thập kỷ. Một báo cáo gần đây từ Liên đoàn Lao động Alberta AFL cho biết quyết định của tỉnh này về việc tự do hóa sản xuất điện vào năm 2001 đã khiến người dân Alberta phải trả thêm hàng tỷ đô la cho giá điện cao hơn. Báo cáo mang tên là Power in the Public Interest lập luận rằng việc tự do hóa đã dẫn đến việc người dân Alberta phải chịu mức giá điện cao nhất ở Canada. Những phát hiện của liên đoàn AFL cho biết rằng, từ khi tự do hóa, chỉ số giá tiêu dùng điện ở Alberta đã tăng trung bình 1,8% mỗi một năm so với mức trung bình quốc gia, tổng cộng lên tới 24 tỷ đô la chi phí điện tăng thêm qua các năm. Trong khi chính phủ tỉnh đã nỗ lực để hạ giá điện, Chủ tịch của AFL ông Gil McGowan đã cảnh báo về sự biến động gia tăng trong thị trường, ông ủng hộ việc tái quy định và việc tạo ra một công ty Crown Alberta Power của chính phủ để lấy lại quyền kiểm soát các nguồn lực năng lượng của tỉnh từ các công ty tư nhân hiện đang thống trị thị trường. Các chuyên gia tin rằng, thực tế về hóa đơn điện của Alberta nằm ở giữa những tuyên bố của liên đoàn AFL và lập luận của chính phủ. Giáo sư Black Saffer tại Đại học Calgary đã lưu ý đến sự biến động của giá cả trong 3 năm qua và cho rằng sự thay đổi gần đây của giá là do việc chấm dứt các thỏa thuận mua điện. Điều này dẫn đến sự tập trung ngày càng tăng trên thị trường và giá đề xuất cao hơn. Nhìn về phía trước, giáo sư Schaffer gợi ý rằng các phân tích trong tương lai có thể cho thấy một cảnh quan năng lượng thuận lợi hơn, ám chỉ đến khả năng cân bằng giá điện trong những năm tới. Tỉnh bang Alberta đối mặt với một đợt bùng phát COVID-19 mới. Tỉnh bang Alberta đang phải đối mặt với sự gia tăng đáng kể của COVID-19, khiến các chuyên gia y tế cảnh báo rằng tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn trước khi được cải thiện. Kể từ cuối tháng 8, tỉnh này đã ghi nhận 98 ca tử vong liên quan đến COVID-19, trong khi chỉ có một ca tử vong do cúm trong cùng khoảng thời gian. Tổng cộng có 1.065 người dân Alberta đã phải nhập viện vì COVID-19 với 54 người cần chăm sóc đặc biệt. Craig Jenny, giáo sư về vi sinh vật học tại Đại học Calgary, nhấn mạnh tính nghiêm trọng của tình hình. Đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng COVID-19 vẫn đang tồn tại và vẫn là một bệnh nhiễm trùng nguy hiểm. Tính đến ngày 19 tháng 10, có 297 giường bệnh đang được sử dụng cho bệnh nhân COVID-19, một con số đã tăng gấp đôi trong hai tháng qua. Tiến sĩ Lenora Saxinger, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Alberta, cho biết Số lượng bệnh nhân nhập viện đã tăng nhanh, đặc biệt là ở những bệnh nhân trên 65 tuổi. Nhiều người trong số họ chưa được tiêm chủng gần đây. Tỷ lệ dương tính với xét nghiệm COVID-19 cũng đang tăng lên, hiện đạt mức 13,8%. Chuyên gia Saxinger nhấn mạnh rằng, việc theo dõi sự lây lan trong cộng đồng rất khó khăn do hạn chế trong việc tiếp cận xét nghiệm, nhưng cho rằng tỷ lệ dương tính gia tăng cho thấy có sự gia tăng các ca bệnh. Ngoài những người lớn tuổi, có 57 trường hợp nhập viện liên quan đến bệnh nhân dưới 19 tuổi, trong đó có một chục người phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Khi thời tiết lạnh hơn đang đến gần, các chuyên gia cảnh báo rằng các cuộc tụ tập trong nhà có thể dẫn đến sự lây lan thêm của virus. Các chuyên gia bày tỏ lo ngại về một sự gia tăng vào mùa thu, trùng với mùa cúm thông thường, điều này có thể gây căng thẳng cho nguồn lực y tế. Họ kêu gọi người dân Alberta tiêm cả vaccine COVID-19 cập nhật và vaccine cúm. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng đang ở mức đáng lo ngại khi chỉ có 3,4% người dân Alberta đã nhận được vaccine COVID-19 cập nhật trong vài tuần đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng. Cơ sở sản xuất sữa thực vật ở tỉnh bang Ontario đã không tuân thủ quy trình phòng ngừa vi khuẩn Listeria. Theo Cơ quan Kiểm tra Thực phẩm Canada CFIA, cuộc điều tra về một cơ sở chế biến sữa thực vật ở Ontario đã phát hiện ra những thiếu sót nghiêm trọng trong các quy trình phòng ngừa vi khuẩn Listeria. Cơ sở này vẫn đang đóng cửa sau một vụ bùng phát virus Listeria vào mùa hè năm ngoái, đã làm ít nhất 20 người bị nhiễm bệnh ở tỉnh bang Ontario, Quebec, Nova Scotia và Alberta, dẫn đến 3 ca tử vong. Trong 6 lần kiểm tra, cơ quan kiểm tra thực phẩm CFIA đã xác định rằng Cơ sở này không thực hiện đúng quy trình kiểm tra môi trường và sản phẩm hoàn thiện để phát hiện ra Listeria. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi có thông báo thu hồi quốc gia đối với một số sản phẩm sữa thực vật của Silk và Great Value vào ngày 8 tháng 7. Cơ sở này được biết đến với tên gọi là Joriki và nằm ở Pickering của Ontario, là một cơ sở bên thứ ba được công ty Danone Canada sử dụng. Cơ quan kiểm tra thực phẩm CFIA cũng lưu ý rằng đây là lần đầu tiên các đồ uống từ thực vật liên quan đến bệnh Listeria ở Canada. Sản xuất tại nhà máy Joriki sẽ vẫn bị tạm dừng cho đến khi cơ quan CFIA hài lòng với các thay đổi cần thiết. Thưa quý vị, đồng đô la Canada có nguy cơ giảm mạnh, chạm đáy kinh tế. Đồng đô la Canada hiện đang đối mặt với nguy cơ giảm xuống mức thấp mà chỉ có thể thấy trong các cú sốc kinh tế lớn khi nhiều yếu tố đang gây áp lực lên đồng tiền này. Ngân hàng Canada gần đây đã giảm lãi suất xuống nửa điểm phần trăm, tức là 0,50%, mở rộng khoảng cách với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Fed. Điều này khiến cho đồng Luni của Canada chịu áp lực khi nền kinh tế Canada không cho thấy nhiều dấu hiệu phục hồi, trong khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng vững mạnh. Theo ông Benjamin Rich là chiến lược gia tại Bank of Montreal Capital Markets, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed có thể sẽ không nới lỏng chính sách lãi suất nhiều như là dự kiến, trong khi Ngân hàng Canada vẫn có khả năng là cắt giảm thêm để hỗ trợ nền kinh tế. Bên cạnh đó, chênh lệch lãi suất giữa hai quốc gia đang ở mức 125 điểm cơ bản, là mức cao nhất trong hai thập kỷ, có thể tiếp tục gia tăng, gây thêm sức ép lên đồng đô la Canada. Thêm vào đó, những thay đổi trong chính sách nhập cư gần đây của Canada cũng có thể làm giảm áp lực lạm phát, nhưng đồng thời làm chậm đà tăng trưởng tạo thêm động lực để ngân hàng Canada tiếp tục cắt giảm lãi suất. Sắp tới, cuộc bầu cử của Mỹ cũng có thể tác động đến đồng Looney của Canada, đặc biệt nếu ứng cử viên ông Donald Trump thực hiện các chính sách thuế cứng rắn hoặc xảy ra xung đột với Canada là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Các chuyên gia dự báo rằng nếu đồng đô la Canada tiếp tục giảm và phá vỡ ngưỡng giao dịch hiện tại từ 72 đến 76 cent Mỹ, đồng Looney Canada có thể xuống mức thấp nhất trong hai thập kỷ qua gần 68 sen Mỹ. Các nhà phân tích của Scotiabank chia sẻ, dù đồng loonie yếu có thể giúp ích cho xuất khẩu và thúc đẩy thu nhập của các doanh nghiệp trên sàn giao dịch chứng khoán Toronto, nhưng một đồng tiền quá yếu lại cản trở các doanh nghiệp Canada đầu tư vào thiết bị và công nghệ nhập khẩu, gây khó khăn cho việc giải quyết vấn đề năng suất. Chúng tôi hy vọng rằng dự đoán này sẽ không trở thành hiện thực, theo báo cáo của ngân hàng Scotiabank khẳng định. Ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất mạnh, tín hiệu gì cho nền kinh tế Canada? Ngân hàng Canada vừa giảm lãi suất chính sách 0.50%, đưa lãi suất xuống 3,75% nhằm để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh tăng trưởng yếu và thất nghiệp tăng cao ở mức 6,4%. Quyết định giảm mạnh thay vì chỉ có giảm 0,25% thông thường, được cho là nhằm để kích cầu chi tiêu hộ gia đình và thúc đẩy nhu cầu kinh tế. Thống đốc Ngân hàng Canada, ông Tim McLem hy vọng là động thái này sẽ tạo động lực cho nền kinh tế. Các nhà kinh tế dự đoán sẽ có thêm đợt cắt giảm lãi suất nữa vào tháng 12 này, nhưng có thể là mức điều chỉnh nhỏ hơn nếu các chỉ số kinh tế ổn định hơn. Cảnh sát tỉnh ở Ontario phía Đông đã bắt giữ một cá nhân liên quan đến vụ va chạm tàu thuyền bi thảm vào ngày 18 tháng 5 mà khiến ba thanh niên thiệt mạng trong kỳ nghỉ cuối tuần Victoria. Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 tối tại khu vực Bớt Bê, Hồ Bobs, cách thành phố Kingston khoảng 1 giờ, liên quan đến một chiếc tàu câu cá và một chiếc tàu tốc độ. Cảnh sát tỉnh Ontario OPP xác nhận vụ bắt giữ vào hôm thứ Ba, cho biết cá nhân này sẽ ra hầu tòa ở thành phố Kingston. Tuy nhiên họ không tiết lộ danh tính của nghi phạm hay các cáo buộc cụ thể mà họ phải đối mặt. Một cuộc họp báo được lên kế hoạch vào thứ Tư hôm nay nơi sẽ công bố thêm thông tin và một phát triển quan trọng trong vụ án. Các nạn nhân của vụ va chạm bao gồm Riley Orr, 23 tuổi, Kayla Berman, 21 tuổi và Juliet Cote, 22 tuổi. Cảnh sát nhấn mạnh sự quan tâm của công chúng đối với vụ án và xác nhận rằng đã có nhiều tiến triển lớn trong cuộc điều tra trong năm tháng qua dẫn đến vụ bắt giữ gần đây. Bốn người đàn ông bị bắt, một người bị truy nã trong vụ cướp ngân hàng ở tỉnh bang Ontario. Trong một diễn biến quan trọng, cảnh sát tỉnh Ontario OPP đã bắt giữ bốn người đàn ông và đang tích cực tìm kiếm một người thứ năm liên quan đến một loạt vụ cướp ngân hàng kéo dài gần 2 năm, gây thiệt hại hơn 2 triệu đô la. Các vụ cướp xảy ra từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 3 năm 2024, ảnh hưởng đến tám ngân hàng trên nhiều khu vực khác nhau, bao gồm thành phố Barrie, Belleville, vùng Durham Niagara và vùng York. Theo cảnh sát, các nghi phạm thường vào ngân hàng ngay trước giờ đóng cửa, đeo nhiều loại mặt nạ và trang phục khác nhau cho mỗi vụ cướp. Cảnh sát OVP đã công bố một đoạn video an ninh từ một vụ cướp ở Feversham ở Ontario, trong đó một kẻ cướp đội mũ cao bồi và rút súng, trong khi kẻ khác thì đeo mặt nạ hình Ghostface. Cặp đôi này được nhìn thấy rời khỏi hiện trường với một chiếc túi thể thao màu đỏ. Cuộc điều tra đã tiết lộ một nỗ lực phối hợp giữa các dịch vụ cảnh sát khác nhau, dẫn đến sự tham gia của cơ quan điều tra hình sự OPP. Các nhà điều tra đã thành công trong việc ngăn chặn một vụ cướp ngân hàng thứ chín, dự kiến dựa trên các mẫu được xác định trong các vụ việc trước đó. Trong số những người bị bắt có 3 nam thanh niên, từ 25, 24 và 32 tuổi, mỗi người đối mặt với nhiều cáo buộc bao gồm âm mưu cướp ngân hàng và sở hữu tài sản bị đánh cắp. Một người thứ tư, 29 tuổi đã bị bắt ở thành phố Vaughan và cũng phải đối mặt với các cáo buộc tương tự. Người thứ năm, 32 tuổi đến từ thành phố Ajax, vẫn đang bị truy nã và được cho là đã rời khỏi tỉnh bang Ontario. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về nơi ở của người bị truy nã nên tránh tiếp cận anh ta và ngay lập tức liên lạc với các cơ quan chức năng. Tổng số cáo buộc đối với các nghi phạm lên tới 53 và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Hai người đã bị bắt giữ trong đường dây bán hàng tận nhà mà lừa đảo hơn 200 người dân của tỉnh bang Ontario. Hai cá nhân đều bị bắt giữ và buộc tội liên quan đến một vụ lừa đảo bán hàng tận nhà rộng rãi, lừa đảo hơn 200 nạn nhân trên khắp tỉnh bang Ontario, chủ yếu nhắm vào người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương. Theo cảnh sát, những kẻ lừa đảo này đã khiến các nạn nhân tin rằng họ đang ký kết các hợp đồng dịch vụ và sửa chữa nhà miễn phí được tài trợ bởi các khoản trợ cấp hoặc hoàn thuế của chính phủ. Cảnh sát tỉnh Ontario OPP cho biết những kẻ lừa đảo đã sử dụng các hợp đồng giả mạo này để đăng ký thỏa thuận gọi là thông báo lợi ích bảo đảm, gọi tắt là NOSI, tức là thế chấp trên các ngôi nhà của nạn nhân mà không có sự đồng ý của họ. Những hợp đồng NOSI này tức là tiền thế chấp từ các ngôi nhà này sau đó đã được thanh toán trả cho những kẻ lừa đảo bằng các khoản thế chấp lãi suất cao giả mạo khiến nhiều nạn nhân rơi vào tình trạng tài chính khó khăn và trong một số trường hợp buộc họ phải bán nhà đầu năm nay chính phủ Ontario đã cấm việc đăng ký NOSI trên các giấy tờ đất để chống lại các kế hoạch như vậy vì những kẻ lừa đảo đã lợi dụng công cụ pháp lý này cho lợi ích của mình văn phòng chống lừa đảo của cảnh sát OPP đã bắt giữ Austin Atchison 29 tuổi ở Woodbridge và Daniel Harrison, 39 tuổi, ở thành phố Mississauga vào ngày 15 và 17 tháng 10. Cả hai đều bị buộc tội lừa đảo trên 5.000 đô la. Trong đó Harrison còn phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc sở hữu tài sản có được bằng hành vi phạm tội. Hai nghi phạm này đã được thả ra và dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa án vào tháng tới. Ba nghi phạm khác vẫn đang bị truy nã và có lệnh bắt toàn Canada. Các nhà điều tra kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về vụ việc liên lạc với đường dây tố giác hoặc các cơ quan chức năng địa phương. Các nạn nhân của hành vi lừa đảo được khuyến khích liên lạc với cảnh sát. Một người phụ nữ ở tỉnh BC vẫn được trả tiền cho một công việc của chính phủ liên bang mà cô chưa bao giờ làm. Vanita Lindsay, một bà mẹ ở nhà tại Shawnigan Lake ở tỉnh BC, đang gặp phải một tình huống kỳ lạ khi nhận được 8.816 đô la 20 cent cho một công việc mà cô chưa từng làm. Khoảng một năm trước, Lindsay đã nộp đơn xin việc làm tại một cơ quan chính phủ liên bang và được đưa vào danh sách tuyển dụng. Sau khi hoàn thành một loạt bài kiểm tra trực tuyến, cô đã nhận được lời mời làm việc ở vị trí nhân viên văn phòng tại trung tâm cuộc gọi của chương trình Hưu trí Canada. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước khi bắt đầu, Lindsay đã có những suy nghĩ lại và gửi email từ chối lời mời, tin rằng như vậy sẽ chấm dứt mọi chuyện. Nhưng bất ngờ thay, vào ngày 14 tháng 8, cô phát hiện mình đã được trả lương cho một công việc mà mình chưa bắt đầu. Kể từ đó thì Lindsay đã nhận được nhiều biên lai like thanh toán, mặc dù cô đã cố gắng thông báo cho người giám sát về sai lầm này. Dù đã gửi nhiều email và thực hiện nhiều cuộc gọi, cô vẫn nhận được thông tin trái ngược từ chính phủ mà không có giải pháp rõ ràng. "Tôi đã chuyển tất cả vào một tài khoản khác vì đó không phải là tiền của tôi." Cô nói, bày tỏ lo ngại về những hệ quả của thu nhập bất ngờ này bao gồm khả năng thay đổi bậc thuế và ảnh hưởng đến chương trình bảo hiểm thuốc và trợ cấp cho trẻ em của cô. Cô Lindsay nhấn mạnh mong muốn tình huống này được giải quyết. Tôi muốn nó kết thúc vì thật là vô lý. Hiện tại cô và gia đình đang háo hức hoàn trả số tiền này, tin rằng nó nên được trao cho những người đang cần đến. Một thiếu nữ mất tích ở tỉnh BC là tâm điểm của một bộ phim tài liệu sắp ra mắt. Judy Henriksen, một cô gái 17 tuổi đến từ Squamish của tỉnh BC đã biến mất sau một bữa tiệc tại nhà trên Bowen Island vào tháng 6 năm 2009, để lại một bí ẩn kéo dài khiến cho cộng đồng địa phương xôn xao suốt nhiều năm. Lần cuối cùng, Jodie được nhìn thấy là với bạn trai cũ của cô, người có lệnh cấm tiếp xúc, và sự biến mất của cô đã dấy lên lo ngại ngay lập tức. Nhưng thi thể của Jodie vẫn chưa bao giờ được tìm thấy. Nhà làm phim Jenny Bayham người đã dành ra 4 năm điều tra vụ án của Jodie trong một bộ phim tài liệu sắp ra mắt mang tên là Finding Jodie, tìm thấy Jodie, tin rằng cô đã gần tìm ra chứng cứ mới. Benham, một nhà làm phim người Scotland đã bị thu hút bởi câu chuyện của Jodie sau khi nghe về nó từ một người bạn. Cô bày tỏ sự không tin rằng một cô gái thiếu niên nổi bật có thể biến mất trên một hòn đảo nhỏ như vậy và nói rằng đó chỉ có 50 km vuông. Việc tìm cô ấy có khó đến vậy không? Kể từ khi bắt đầu điều tra, Bayham đã chuyển trọng tâm từ việc chỉ đơn thuần làm phim sang việc tìm kiếm sự an ủi cho những người thân yêu của Jody. Mặc dù đã nhận được những lời đề nghị từ các dịch vụ phát trực tuyến, cô đã từ chối phát hành bộ phim cho đến khi cảm thấy câu chuyện đã hoàn chỉnh. Cựu sĩ quan RCMP Pete Cross, người đã làm việc trong vụ án Jody trước đây, đã quay lại với cuộc điều tra. Ông cho biết đã phỏng vấn 30 hoặc 40 người có liên quan đến đêm hôm đó, tiết lộ những thông tin hoàn toàn mới bayham cũng đang tìm kiếm sự hợp tác từ hai cá nhân liên quan đến vụ án tin rằng họ nắm giữ thông tin quan trọng cô kêu gọi những người có kiến thức về sự kiện xung quanh sự biến mất của jody hãy lên tiếng cộng đồng trên bowen island bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự biến mất của jody với cư dân rất mong muốn giúp xoa tan bóng đen mà vụ việc đã ập xuống quê hương của họ khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục cả nhà làm phim bayham và cựu sĩ quan cross vẫn cam kết tìm ra sự thật về số phận của Jody Hendrickson. Dữ liệu cho thấy khoảng cách giàu nghèo đang rất lớn giữa chủ nhà và người thuê nhà ở Canada. Dữ liệu gần đây từ Cơ quan Thống kê Canada cho thấy một khoảng cách lớn về tài sản giữa các chủ sở hữu nhà và người thuê nhà ở Canada nêu bật tác động của độ tuổi quyền sở hữu nhà và lương hưu đến giá trị tài sản ròng từ năm 2019 đến 2023. Các gia đình có người kiếm tiền chính trong độ tuổi từ 55 đến 64, sở hữu nhà và có kế hoạch hưu trí từ nhà tuyển dụng đã báo cáo giá trị tài sản ròng trung bình là 1,4 triệu đô la, vượt trội so với những người khác. Ngược lại, người thuê nhà không có lương hưu như vậy, chỉ có giá trị tài sản ròng trung bình là 11.900 đô la. Báo cáo xác định một nhóm trung gian, những người có lương hưu nhưng không sở hữu nhà có giá trị tài sản ròng trung bình là 359.000 đô la, trong khi những người sở hữu nhà nhưng không có lương hưu là 914.000 đô la. Đặc biệt những người chủ sở hữu nhà trẻ tuổi, đặc biệt là những người dưới 35 tuổi đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể, với giá trị tài sản ròng trung bình tăng 179% lên 159.100 đô la. Đối với những chủ sở hữu nhà trẻ tuổi, mức tăng thậm chí còn cao hơn tăng 142.800 đô la lên 457.100 đô la. Mặc dù nhiều gia đình trẻ cảm thấy bị khóa ra khỏi thị trường nhà ở, báo cáo cho thấy họ vẫn đang tìm cách xây dựng tài sản. Đến năm 2023, 15% gia đình trẻ có giá trị tài sản ròng vượt quá 150.000 đô la, tăng từ chỉ 5% vào năm 2019. Nhiều người trong nhóm này nắm giữ tài sản bất động sản khác hoặc đang gia tăng tài sản thông qua các tài khoản đăng ký như là RRSP và TFSA. Tuy nhiên, lãi suất tăng có thể đe dọa sự ổn định tài chính. Giữa năm 2019 và 2023, các gia đình có khoản vay thế chấp lãi suất biến đổi đã phải đối mặt với sự gia tăng 35% trong các khoản thanh toán hàng tháng trung bình, hiện đạt 2020 đô la. Khi lãi suất bắt đầu giảm, gần 1 phần 3 các gia đình có khoản vay cố định sẽ cần gia hạn vào cuối năm 2024. Điều này có thể dẫn đến căng thẳng tài chính tăng thêm. Cơ quan CDC cảnh báo bùng phát viêm phổi nặng từ bồn tắm nước nóng trên tàu du lịch. Cơ quan phòng ngừa dịch bệnh CDC cảnh báo về hai đợt bùng phát bệnh Legionnaires, một dạng viêm phổi nghiêm trọng liên quan đến bồn tắm nước nóng riêng tư trên hai tàu du lịch Cruise từ tháng 11 2022 Đến tháng 7, 2024, ảnh hưởng đến 12 người. CDC không nêu tên các tàu du lịch, chỉ nói rằng cả hai đều có hành trình ở châu Âu, Caribbean và địa trung hải. Bệnh do vi khuẩn Legionella trong nguồn nước nhiễm khuẩn, đặc biệt nguy hiểm với người trên 40 tuổi và suy giảm miễn dịch. Con tàu tạm gọi là tàu A ghi nhận 5 ca ban đầu và có ca nhiễm diễn tiếp đến 2024 sau khi phát hiện vi khuẩn trong 6 trên 10 bồn tắm CDC đã yêu cầu đóng cửa và khử trùng. Tàu B thì ghi nhận 4 ca nhiễm, cả 8 bồn tắm riêng tư đều dương tính với vi khuẩn. Cả hai hãng tàu này đã cải thiện vệ sinh để ngăn ngừa tái phát. Hơn một phần tư người Canada sẽ chi ít nhất là 100 đô la vào lễ Halloween. Một cuộc khảo sát gần đây của Ledger cho thấy hơn một phần tư người Canada dự định chi tiêu 100 đô la hoặc nhiều hơn cho Halloween năm nay. Khoảng 70% người tham gia cho biết họ sẽ chi tiêu bằng số tiền tương tự cho kẹo và trang phục như năm ngoái. Cuộc khảo sát với sự tham gia của 1.520 người lớn cho thấy người Canada dự kiến sẽ chi tiêu trung bình là 67 đô la 65 cent cho các chi phí liên quan đến Halloween, trong khi các bậc phụ huynh trung bình chi tới 121 đô la Cuộc khảo sát nhấn mạnh rằng 27% hộ gia đình sẽ vượt qua mức 100 đô la cho trang phục, sự kiện, kẹo và trang trí Halloween. Đặc biệt, hơn một nửa trong số các hộ gia đình này có trẻ em, cho thấy các gia đình có xu hướng tham gia vào các hoạt động lễ hội Halloween nhiều hơn. Ngược lại, có 27% người tham gia cho biết họ sẽ không chi tiêu gì cho Halloween. Ý kiến về việc phát kẹo cũng chia rẽ, với 47% người tham gia dự định sẽ phát đồ ngọt trong khi một tỷ lệ tương đương không tham gia truyền thống này. Trong số những người sẽ phát kẹo, hơn một phần ba cho biết họ sẽ giữ ngân sách dưới 20 đô la. Mặc dù hầu hết các bậc phụ huynh có con ở độ tuổi đi xin kẹo xác nhận rằng con của họ sẽ tham gia, chỉ một phần tư người lớn cho biết họ sẽ tự mình ăn mừng Halloween. Sự hào hứng với ngày lễ dường như cao hơn ở các bậc phụ huynh và những người trong độ tuổi từ 18 đến 34. Thưa quý vị, trong mùa Halloween đang đến gần, xin kể lại những câu chuyện thuế được cho là đáng sợ đang diễn ra ở Canada. Có 7 câu chuyện về thuế có thể khiến cho ai cũng phải sợ quanh năm. Câu chuyện thứ nhất đó là kêu gọi tăng thuế đối với người giàu. Câu chuyện yêu cầu người giàu có trả thêm thuế vẫn luôn là chủ đề nóng. Mặc dù đã nhiều lần bị bác bỏ nhưng không ít người vẫn muốn nhóm này đóng góp toàn bộ khoản thuế. Có thể đây là điều phi lý nhưng nó vẫn tiếp tục ám ảnh cộng đồng. Câu chuyện thứ hai là biện pháp thuế bất động sản phức tạp. Nhiều quy định về thuế bất động sản được ban hành trong thời gian gần đây, như là thuế sở hữu nhà cho người nước ngoài, thuế flip nhà và việc cấm khấu trừ chi phí cho các nhà cho thuê ngắn hạn. Dù phức tạp, các biện pháp này không thực sự giúp giải quyết khủng hoảng nhà ở. Câu chuyện thứ ba là người thành đạt rời bỏ Canada từ hơn 7 năm qua. Ngày càng nhiều người thành đạt rời khỏi Canada để tìm kiếm một môi trường kinh tế và thuế tốt hơn, đặt ra vấn đề cấp bách cần giải quyết. Câu chuyện thứ tư là tăng tỷ lệ thuế lãi vốn. Kể từ ngân sách liên bang tháng 4 năm 2024, việc tăng tỷ lệ thuế lãi vốn đã tạo ra nhiều tranh cãi và có thể khiến cho nhiều người từ bỏ kế hoạch kinh doanh. Câu chuyện thứ năm là sụt giảm dịch vụ của CIA Mặc dù số lượng nhân viên CIA đã tăng 48% trong 9 năm qua, dịch vụ của cơ quan này lại suy giảm, khiến cho nhiều người lo lắng về hiệu quả hoạt động. Câu chuyện thứ 6. Thuế xa xỉ gây thất vọng Mức thuế dành cho xe hạng sang, du thuyền, máy bay chỉ thu được 137 triệu đô, thấp hơn dự kiến, và tốn 19 triệu đô la để quản lý. Điều này cho thấy quy định thuế này chỉ mang tính chính trị. Và câu chuyện thứ 7 thuế tối thiểu thay thế gây bất lợi cho từ thiện thuế tối thiểu thay thế amt được sửa đổi nhắm đến người giàu nhưng lại ảnh hưởng đến các khoản đóng góp từ thiện những quy định này cần được xem xét lại để không gây bất lợi cho hoạt động từ thiện tất cả các câu chuyện này cho thấy hệ thống thuế canada cần có sự cải cách và kỳ vọng vào một chính phủ mới cam kết thay đổi để hỗ trợ doanh nghiệp và khuyến khích lao động qua đó mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho người dân Canada, theo các chuyên gia nhận định. Vườn thú Toronto cho biết con gorilla tên là Charles được yêu mến đã qua đời. Một con gorilla được yêu mến tên là Charles đã sống tại vườn thú Toronto trong 50 năm qua, đã qua đời vào thứ ba do các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Con gorilla được 52 tuổi thuộc loài gorilla đất thấp phương Tây được chẩn đoán bị suy tim sau khi nhân viên nhận thấy những thay đổi trong hành vi của nó, bao gồm giảm cảm giác thèm ăn và thay đổi nhịp thở. Trong một tuyên bố đầy cảm xúc, vườn thú cho biết Charles đã là một thành viên được tôn kính trong gia đình vườn thú Toronto từ ngày khai trương vào năm 1974 và đã làm ấm lòng cộng đồng chúng ta trong suốt 50 năm qua. Nhân viên lần đầu tiên nhận thấy Charles không còn như bình thường vào cuối tuần trước, mặc dù tình trạng của nó đã cải thiện vào cuối tuần với sự trở lại của cảm giác thèm ăn và tương tác với các nhân viên chăm sóc, nhưng tình hình đã chuyển biến xấu đột ngột vào chiều thứ ba. Tuổi thọ trung bình của các loài gorilla đất thấp phương Tây thường từ 30 đến 40 năm trong tự nhiên, khiến sự sống lâu dài của Charles trở thành minh chứng cho sự chăm sóc đặc biệt mà nó đã nhận được. Gorilla đất thấp phương Tây được xếp vào danh sách loài đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng với dân số giảm hàng năm do nạn săn trộm, bệnh tật và mất môi trường sống. Charles, nặng hơn 195 kg, đã trở thành một hiện tượng khó quên tại vườn thú, nổi bật với ánh mắt thông thái và sự hiện diện uy nghi. Hành trình của nó từ một con gorilla con nghịch ngợm đến một nhà lãnh đạo bảo vệ đã cho thấy sự phức tạp trong cấu trúc xã hội của các loài gorilla, để lại ấn tượng sâu sắc trong cộng đồng vườn thú. Canada nóng lên gấp đôi thế giới, sóng nhiệt tăng do biến đổi khí hậu. Canada đang nóng lên với tốc độ gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu. Theo báo cáo của Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada, và sự thay đổi khí hậu do con người gây ra đang làm cho các đợt sóng nhiệt trên khắp đất nước trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada đã phân tích 37 đợt sóng nhiệt cao nhất trong mùa hè năm nay, cho thấy biến đổi khí hậu do con người khiến năm trong số đó dễ xảy ra gấp 1 đến 2 lần. 28 đợt gấp 2 đến 10 lần và 4 đợt gấp ít nhất 10 lần. Sự gia tăng nhiệt độ gây tăng băng sớm, cháy rừng nghiêm trọng và thiệt hại lớn về chi phí. Bộ môi trường nhấn mạnh rằng việc hiểu rõ hơn về những biến đổi khí hậu này sẽ giúp Canada ứng phó hiệu quả hơn với các trường hợp khẩn cấp do thời tiết. Thưa quý vị, trải nghiệm xứ sở thần tiên vào mùa đông, một triệu ánh đèn ở vườn bách thảo ở Vancouver. Vườn Bách Thảo Van Dusen ở Vancouver sẽ biến thành một xứ sở thần tiên mùa đông trong lễ hội ánh sáng, diễn ra từ 29 tháng 11, 2024 đến 5 tháng 1, 2025. Khu vườn này được trang trí bằng một triệu ánh đèn nhấp nháy trải dài trên 15 mẫu anh, tạo nên không gian tuyệt đẹp cho du khách thưởng thức. Khách có thể dạo bộ qua các khu vực chủ đề, xem các chương trình ánh sáng nhảy múa diễn ra mỗi 20 phút và thưởng thức các món ăn từ các gian hàng bán đồ ăn. Vé vào cổng được bán trực tuyến với giá 31 đô la 36 cent cho người lớn và 12 đô la 23 cent cho mỗi trẻ em. Và khu vườn sẽ mở cửa từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối, đóng cửa vào ngày 25 tháng 12. Du khách được khuyên nên mặc ấm vì sự kiện diễn ra ngoài trời bất kể thời tiết. Một điểm đến mơ mộng ở tỉnh bang Ontario này có những thị trấn ven biển yên tĩnh là nơi trốn thoát lãng mạn cuối mùa thu. để có một chuyến trốn thoát lãng mạn vào phút cuối mùa thu, các cảng hồ Erie ở tỉnh bang Ontario là lựa chọn lý tưởng với những thị trấn ven biển quyến rũ và phong cảnh đẹp. khi đám đông mùa hè giảm bớt, những nơi như là Port Dover, Port Burwell và Port Stanley trở thành điểm đến yên tĩnh cho các cặp đôi. màu sắc mùa thu rực rỡ và không khí trong lành khiến cho Port Stanley trở nên đặc biệt thu hút với các cửa hàng địa phương trưng bày các sản phẩm có hương vị bí ngô và trang trí theo mùa. Port Burwell, được gọi là viên ngọc của bờ bắc Erie, là nơi nghỉ ngơi yên tĩnh trong mùa thấp điểm. Khu vực này có nhiều nhà hàng tuyệt vời như là The Windjammer Inn và David's Restaurant, lý tưởng cho buổi hẹn hò, cùng với các con đường mòn phong cảnh như là Lynn Valley Trail và Waterford Heritage Trail để thưởng thức vẻ đẹp mùa thu. Những điểm đến lãng mạn khác ở Ontario bao gồm Elora, St. Jacobs và Port Hope cũng mang đến không gian ấm cúng cho một chuyến đi ngắn. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, mở phiên giao dịch vào sáng nay, đồng đô la Canada có mức giá là 0,71897 đô la Mỹ và bằng 0,6656 đồng euro. 1 đô la Canada tương đương 0,7189 đô la Mỹ và bằng 0,6656 đồng euro. 1 đô la Canada tương đương 18.160 đồng Việt Nam, 1 đô la Mỹ tương đương 25.277 đồng Việt Nam. Giá vàng là 2.774,98 đô la Mỹ 1 ounce, tương đương 3.864 đô la Canada. Và đó là những tin tức Canada nổi bật trong bản tin chiều nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kênh Culture Channel có video tin tức Canada và thế giới nổi bật cập nhật mới hàng ngày. Kính mời quý vị đón theo dõi. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh. Tiếp sức cùng với nhóm Culture cũng như để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nào. Kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và bình an và kính chào tạm biệt.